Năm 2024, trong khi nhiều doanh nghiệp may mặc thiếu đơn hàng, sản xuất cầm chừng và hoạt động khó khăn, thì doanh nghiệp này đã có nhiều đơn hàng sản xuất đến tháng 6 năm 2025. Doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các đối tác ở thị trường mới, đảm bảo độ ổn định của đơn hàng nên sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng, phấn đấu doanh thu trong năm nay tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Để đảm bảo được cái tiêu chí hợp tác với các cái đối tác may, thì nhà máy phải có những cái chứng chỉ về đó là đưa công nghệ áp dụng, thứ hai nữa là đưa cái chứng chỉ xanh tại nhà máy may để mới xuất được cái đơn hàng vào các cái thị trường như châu Âu và Mỹ. Mục tiêu 6 tháng 5 là sẽ tăng trưởng so với năm ngoái nên khoảng 10 đến 15% và hiện tại nhà máy cũng đang nhận được cái đơn hàng đến hết năm 2025. Khó khăn chính đối với các doanh nghiệp hiện nay là bị gián đoạn, đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu và khó tìm đầu ra cho sản phẩm. Để giải quyết khó khăn này, nhiều doanh nghiệp ở Quỳnh Phụ chủ động đa dạng nguồn chuỗi cung ứng, tìm kiếm nguyên liệu hoặc phương pháp sản xuất thay thế, tập trung tìm kiếm những thị trường mới, tiềm năng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm ổn định. Chúng tôi cũng đã và đang có những cái đơn hàng đến năm 2028 rồi. Vì vậy chúng tôi mới cần phải tuyển thêm khoảng chừng 500 công nhân nữa để chi phí cho 6 cái đơn vị chúng tôi đang làm việc. Đấy thì có cái mục tiêu của chúng tôi đấy, trong các tháng thì mỗi một tháng nó rơi vào chừng 20.000 sản phẩm để tạo được cái mức lương ổn định nhất cho anh chị em công nhân. Huyện Quỳnh Phụ có 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 350 ha. Hiện có khoảng 250 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Các doanh nghiệp ngoài nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, còn tập trung đầu tư máy móc công nghệ hiện đại để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời chăm lo tốt cho người lao động để họ yên tâm gắn bó lâu dài. Từ đầu năm đến giờ thì cái để mà nói thì cái năng suất của cái đầu năm giờ là vượt bậc so với mọi năm. Đấy, thì công ăn việc làm của anh em chúng tôi chỉ là thành phẩm nhưng mà công việc làm cũng hết. Với cái chế độ, nhiều cái chế độ nó phúc lợi về cho người lao động thì rất là tốt. Nên là chúng em cũng muốn là gắn bó với công ty lâu dài. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, huyện Quỳnh Phụ tập trung hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đào tạo, tuyển dụng lao động, qua đó giúp doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của huyện.